Vào dịp cuối năm, số lượng người tiêu dùng mua sắm mặt hàng công nghệ tại các cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên rất nhiều so với ngày thường. Ghi nhận tại cửa hàng, người tiêu dùng đa số chọn mua sắm vào dịp cuối năm này, một phần do nhu cầu cá nhân và còn là việc các chương trình khuyến mãi lớn trong dịp cuối năm. Thì nói chung là cả năm ấy thì thường mình sẽ lựa chọn mua vào những cái dịp mà có cái khuyến mãi lớn ấy để mà giá nó được tốt hơn. Thì cái dịp Tết này nói chung thấy ở đây cũng có rất là nhiều khuyến mãi và cái giá nó cũng tốt nên là mình lựa chọn mua vào cái thời điểm này để mà có cái giá nó tốt hơn. Vào dịp cuối năm thì cái lượng khách hàng tại chuỗi hệ thống Di Động Việt đã tăng lên rất là nhiều, và cụ thể là lượng khách hàng tại cửa hàng 79 Đồng Khởi thì nó cũng tăng đột biến, và kèm theo đó Di Động Việt đang có những cái ưu đãi rất là nhiều dành cho khách hàng nè, ví dụ như là chương trình hot sale dành cho những cái sản phẩm Samsung, chương trình giá đặc biệt dành cho sản phẩm iPhone 14 series, và kèm theo đó là cái chương trình săn deal thì diễn ra vào 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 6 giờ ngày 1 tháng 1 2023. Thì nếu mà khách hàng nhanh chân mình tham gia được cái chương trình đó thì sẽ có những cái giá rất là ưu đãi luôn. Ghi nhận tại Di Động Việt, nắm bắt được tâm thế khách hàng cùng xu hướng mua sắm hiện nay, hệ thống này đang triển khai chương trình Tết Tình Thân Nhân Hạnh Phúc với ưu đãi và chính sách hấp dẫn như vậy. Đây là cơ hội tốt cho người tiêu dùng mua sắm dịp đầu năm 2023 và cận Tết Nguyên Đán. Dự kiến trong đầu tuần Tết Dương Lịch, sức bán sẽ cao gấp 2-3 lần so với ngày thường.